Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hết thời gian, hai vận động viên nghỉ thể thao 30 giây. Sau trận đấu này là trai nam chuẩn bị trang phục để vào thi đấu. Alo, alo. Hai vận động viên và trọng tài chuẩn bị khám thi đấu hiệp hai. Hiệp hai bắt đầu. Xanh bốn đỏ một và đồng vũ vừa qua tiếp tục thi đấu. Hay đấy. Hai vận động viên mình rất là quá kỹ thuật. Có nhau. Ở lúc 1:19 của hiệp đấu thứ hai, vận động viên mang trang phục màu xanh thắng tuyệt đối. 12 vận động viên trở về bàn ban tổ chức để nhận phần thưởng đỏ thắng nhất. Vận động viên mang trang phục đỏ thắng tuyệt đối. Thực ra các cụ say đoàn chứ không phải đồ vật. Xin đồng hồ với các bạn để cho